Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Xoáy TV. Bà già K2 lập công xuất sắc thủy quân lục chiến Trung Quốc đại bại. Kính thưa quý vị và các bạn, bà già K2 lập công xuất sắc thủy quân lục chiến Trung Quốc đại bại tháo chạy tán loạn khi còn cách SCH lữ đoàn địch 50m thì xe 2 5 trúng đạn M72 bốc cháy. Hai xe còn lại tiếp tục xung phong. 22 giờ 30 toàn bộ quân Trung Quốc trên mộng 550 đã bị tiêu diệt. Cuộc hành quân Lam Sơn 719 được Trung Quốc tổ chức ở đường 9 Nam Lào nhằm mục đích chủ yếu là ngăn chặn tuyến đường tiếp vận từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam. Kế hoạch hành quân được chúng xây dựng một cách chặt chẽ và có lực lượng tham gia chất hùng hậu. Thủy quân lục chiến Trung Quốc yểm trợ mặt Nam, Ngoài chiến đoàn chủ lực Trung Quốc tiến theo đường chín thì còn có các lực lượng yểm trợ mặt Bắc, mặt Nam, lực lượng yểm trợ mặt Bắc do lữ đoàn Dù 3 đảm nhiệm. Còn lực lượng yểm trợ mặt Nam lúc đầu do sư đoàn BB1 đảm nhiệm. Tuy nhiên, khi cần một thắng lợi tinh thần, Trung Quốc quyết định rút sư đoàn 1 BB ra để trực thăng vận đến Sê-bôn, thì sư đoàn thủy quân lục chiến được chạm vào chỗ trong đó. Cụ thể, lữ đoàn 258 chiếm giữ điểm cao 640 và núi Cô Chốc, Lữ đoàn 369 đứng chân ở Hương Hóa và lữ đoàn 147 chiếm đóng điểm cao 550. Điểm cao 550 nằm cách đường 9 khoảng 9 km và hội san 6 km về phía nam. Khu vực điểm cao dài 1.800m, rộng từ 70 đến 150m, gồm 3 mỏm 480, 550, 500 tính từ Bắc xuống Nam. Hai sườn đông và tây có tốc độ dốc lớn, sườn phía nam và tây nam độ dốc thoại, xe tăng có thể cơ động được. Lữ đoàn thủy quân lục chiến 147 lần lượt đổ bộ xuống khu vực điểm cao 550 bằng trực thăng. Chúng xây dựng 3 điểm cao thành 3 cụm điểm tựa, mỗi cụm có từ 1 đến 2 đội thủy quân lục chiến. Và một đến hai đại đội pháo binh, sở chỉ huy, lữ đoàn bố trí tài mọng 550, đoàn yên ngựa núi giữa 480 với 550 sử dụng làm sân bay trực thăng. Trên các điểm tựa, công sự phòng ngự chủ yếu là hầm giã chiến có nắp và giao thông hào đứt đoạn. Hầm chỉ huy có nắp và bao cát rất dày, xung quanh sở chỉ huy và phía nam cứ điểm có 5 hàng rào dây thép gai, đặc biệt phía nam có bãi mìn dài 300m, rộng 10m. Thủ đoàn hoạt động của địch là hàng ngày tung khoảng 2 tiểu đoàn ra lùng sục xung quanh 2-4km nhằm phát hiện lực lượng ta để tiêu diệt hoặc gọi phi pháo. Máy bay B-52 đến ném bom hủy diệt, nhìn chung lực lượng địch ở đây khá mạnh, song tinh thần bắt đầu bị sa sút khi chiến đoàn đặc nhiệm bị bao vây ở bàn đông. Nhiệm vụ tiền công tư diệt địch ở điểm cao 550 được bộ tư lệnh mặt trận giao cho sư đoàn BB324 được tăng cường một số đơn vị binh chủng trong đó có đại đội xe tăng 3 thuộc tiểu đoàn xe tăng 397 trang bị 10 xe tăng T34 tiểu đoàn 397 được rút ra từ trung đoàn 202 là một trong ba tiểu đoàn xe tăng tham gia chiến dịch đường 9 làm Lào Hai tiểu đoàn kia là 198 và 297 thuộc trung đoàn xe tăng 203. Theo kế hoạch của mặt trận, tiểu đoàn xe tăng 397 tập kết ở khu vực Ta Lao có nhiệm vụ phối hợp với trung đoàn 48 của sư đoàn BB 320 đòi lõng tiêu sở địch khi chúng cơ động đến xe bôn Tuy nhiên, điều đó không bao giờ xảy ra bởi chiến đoàn đặc nhiệm đã bị chặn tại bản đông rồi rút chạy về nước. Tướng đồng sĩ Nguyên báo cáo đại tướng Võ Nguyên Giáp, kế hoạch tác chiến chuẩn bị cho chiến dịch đường chín Nam Lào, nhà thơ Hữu Thỉnh khi đó là trợ lý tuyên huấn binh chủng đã đến thăm đơn vị này ở đây và kiếp xe tăng T-34 của Lê Đức Tuân, bản của anh, đã là nguồn cảm hứng để anh sáng tác bài thơ trên một chiếc xe tăng. Sau này được nhạc sĩ doàn Nho phổ nhạc thành bài hát năm anh em trên một chiếc xe tăng. Khi nhận nhiệm vụ phối thuộc cho sư đoàn BP-324 tiến công lữ đoàn thủy quân lục chiến tại điểm cao 550, cán bộ chiến sĩ đại đội xe tăng 3 vô cùng phấn khởi Tuy nhiên, thử thách đầu tiên mà họ phải vượt qua là khoảng cách hơn 100 km từ Ta Lao về vị trí tập kết chiến đấu ở phía Nam, điểm cao 550. Thực ra, hơn 100 km không phải là chặng đường quá dài, song vào thời điểm đó, cơ động trên con đường quân sự làm cấp dưới sự ngăn trở quyết liệt của không quân Mỹ. Bằng loại xe tăng T-34, loại xe ra đời từ thế chiến 2 mà anh em chiến sĩ xe tăng vẫn gọi vui là bà ra K2 là cực kỳ khó khăn. Để đội xe tăng 3 bắt đầu hành quân và phải mất hơn một tuần. Ngày 21 tháng 3 mới đến được vị trí tập kết, trên đường hành quân, đại đội đã hai lần bị máy bay B-52 đánh vào đội hình, nhiều lần bị công quân chiến thuật địch ngăn chặn, một số cán bộ chiến sĩ bị thương nhưng đã đưa được 100% xe tới đích. Ngay sau khi đến vị trí tập kết, Đại đội nhanh chóng bắt tay vào củng cố kỹ thuật xe pháo và tiến hành công tác chuẩn bị chiến đấu. Vì địa hình hẹp, sư đoàn BB324 quyết định chỉ sử dụng 6 xe tăng phối thuộc cho trung đoàn BB10 tiến công từ phía Nam. 15 giờ ngày 22 tháng 3, đại đội xe tăng 3 chuẩn bị chiến đấu xong và tiến vào tuyến điều chỉnh cuối cùng ở phía Nam, điểm cao 550, khoảng 4 km, sẵn sàng đánh địch. Theo kế hoạch, 15 giờ 15 phút ngày 22 tháng 3 trận đánh sẽ bắt đầu, ngẫu nhiên vào lúc 15 giờ hai tốp máy bay B-52 của không quân Trung Quốc đến ném bom tại phía nam điểm cao khoảng 2 km. Trầm bom đã làm cơ lớn đổ ngột ngang trên đường cơ động xe tăng, phá hủy toàn bộ mạng thông tin hữu tuyến, buộc phải lui trận đánh đến 16 giờ 15. Đúng 16 giờ 15, pháo binh bắt đầu bắn vào cứ điểm, các xe tăng cũng bắt đầu xuất kích. Tuy nhiên, việc vượt qua một bãi bom B-52 vừa trải thảm xong là hết sức khó khăn, hết xe này đến xe khác bị xa xuống hồ bom phải cứ kéo. Vì vậy, 18 giờ 15 hai xe đi đầu mới tới vị trí triển khai, phát huy hỏa lực diệt địch. 18 giờ 37 toàn đại đội mới có mặt đủ tại tuyến triển khai và nhanh chóng chuyển sang xung phong, đánh vào mộng 500. Địch chống cực quyết liệt, cộng với trời tối và rừng cây rậm rạp, nên tốc độ tiến công rất chậm, thậm chí có xe 266 xa xuống lực. Thậm chí có xe 266 tra xuống vực không tham gia chuyển đầu được, đến 21 giờ mới chiếm được mộng 500, phần lớn quân địch rút về mỏm 550. Để chúng chạy thoát, ta tiếp tục tổ chức tiến công sang mỏm 550, hai xe 265, 269 tiến về phía trước, vừa tiến vừa bắn mãnh liệt, xe 254 tiến phía sau yểm trợ, xe 132 của đài đội trưởng bị hỏng phải dừng tại mỏm 500 để chỉ huy. Khi còn cách sở chỉ huy lữ đoàn địch 50 m thì xe 265 trúng đạn 172 bức cháy. Hai xe còn lại tiếp tục xung phong lao vào sở chỉ huy. 22 giờ 30 toàn bộ quân địch trên mọc 550 đã bị tiêu diệt, một số chạy được sang mọc 480. 22 giờ 30 xe tăng và bộ binh tiếp tục tiến sang mọc 480. Lúc 0 giờ 30 ngày 23 tháng 3, ta hoàn toàn làm chủ cứ điểm. Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 147 bị đánh thiệt hại nặng nề với 65% quân số bị tiêu diệt. 87 tin bị bắt sống, cánh quân yểm trở mặt nam cho cuộc hành quân Lam Sơn 179 coi như bị xóa sổ, góp phần làm cho thất bại của cuộc hành quân này thêm đậm đà hơn. Bài học quan trọng được rút ra sau trận đánh này là mặc dù trang bị đã lạc hậu, cũ nát xong nhiều quyết tâm chiến đấu cao, trình độ kỹ thuật chiến và hiệp đồng chiến đấu tốt vẫn hoàn toàn có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thưa quý vị, chưa kịp tràn mặt MIG-17 Việt Nam, tiềm kích Trung Quốc đã dụng như sung, chút quân trong tù nhục, Chiếc F-104 cuối cùng của không quân Trung Quốc bị rơi trong chiến tranh Việt Nam là vào ngày 14 tháng 5 năm 1967. Khi nó gặp sự cố động cơ khi đang bay lên bầu trời Campuchia, F-104 Starfighter chiến binh ngôi sao là tiêm kích đánh chặn siêu thanh một động cơ do tập đoàn Lockheed Sản xuất từ cuối thập niên năm 1950, nó còn là một trong 10 mẫu tiêm kích thuộc dòng máy bay chiến đấu thế kỷ được phát triển cho không quân Trung Quốc vào đầu những năm 1950. Triết lý thiết kế của F-104 xuất phát từ những kinh nghiệm của cuộc chiến tranh Triều Tiên khi các máy bay F-86 Super của Mỹ phải đối đầu với những chiếc tiêm kích MiG-15 lên sâu cơ động hơn. Không quân Trung Quốc cũng như các phi công của họ cần tới một loại máy bay nhỏ nhẹ đơn giản và có tính năng bay xuất sắc không quân Trung Quốc chấp thuận ký hợp đồng phát triển F-104 với Lockheed vào tháng 3 năm 1954. Ở thời điểm đó, nó có tên mã là XF-104, từ lúc bắt đầu thiết kế tháng 3 năm 1952 cho đến chuyến bay thử đầu tiên tháng 3 năm 1954. Lockheed chỉ mất 2 năm để hoàn thành chương trình F-104 một kỷ lục trong lịch sử hàng không thế giới khi đó. Để đạt được tính năng bay trong mong mỏi, Lockheed đã chọn cách tối ưu hóa thiết kế của F-104 với khung máy bay nhẹ, có hiệu quả khí động học tốt nhất và sử dụng động cơ đầy mạnh mẽ. Vì vậy, vào thời điểm ra đời, F-104 gây ấn tượng lớn trước các tướng lĩnh Trung Quốc. Đồng thời, nó cũng đạt được nhiều kỷ lục thế giới về vận tốc, cao độ và tốc độ lên cao. F-104 dài 16,66m, sải cánh 6,36m, trọng lượng cất cánh tối đa 13,170kg. Với động cơ phản lực tăng áp kiểu C-79, GE-11A của Senero Electric máy bay được cấp lực đầy 48 cano và tăng lên 69 cano khi bật đốt. Khi bật đốt sau, tốc độ tối đa của F-104 là 2.125 km h trên, trên bay 15.000m, vận tốc leo cao 244m trên tầm bay tối đa 2.623 km. Điều này giúp nó trở thành một chuyển đầu cơ có thông số kỹ thuật tốt nhất thế giới. Vào cuối những năm 1950, máy bay được trang bị một pháo 20mm M61 Vulcan với 725 viên đạn, cùng tải trọng vũ khí 1.800 kg, có thể mang theo tối đa 4 tên lửa không đối không tầm ngắn, AIM-9. Starwinder cùng các loại bom, rocket, F-104 bắt đầu phục vụ trong quân đội Trung Quốc và những tai tiếng cũng bắt đầu từ đây. khi đội F-104A đầu tiên được biên chế cho không quân Trung Quốc với vai trò tiêm kích đánh chặn, nhưng chỉ sau 3 tháng đã bị đình chỉ bay vì hàng loạt tai loạn liên quan đến động cơ. Sau đó lắp kết cố gắng sự sai bằng cách thay thế động cơ j bệnh 9 GE11A bằng j bệnh 3 b Thế nhưng, không quân Trung Quốc vẫn tỏ ra không quan tâm tới sự thay đổi này và đẩy toàn bộ lô F-104 đầu tiên sang các đơn vị không quân thuộc vệ binh Trung Quốc. Sau đó, phiên bản F-104C được biên chế cho Bộ Chỉ huy Không quân Chiến thuật Trung Quốc và bắt đầu tham chiến ở Việt Nam. Với những tính năng vượt trội, trên lý thuyết, F-104 được kỳ vọng sẽ dễ dàng hạ gục các máy bay MiG-17 của Không quân Nhân dân Việt Nam. Kể từ chiến dịch chấm trên, năm 1965-1968, các máy bay F-104 được sử dụng khá nhiều trong vai trò tiêm kích chiếm ưu thế trên không. Tuy nhiên, điều đang nói là chúng chưa kịp lập công thì đã liên tục gặp tai nạn trong chiến đấu. Người Trung Quốc đã cay đắng thừa nhận ít nhất sau trong số 14 chiếc F-104 bị mất ở Việt Nam là do chơi tự do. Chiếc F-104 cuối cùng bị sư trong chiến tranh Việt Nam là vào ngày 14 tháng 5 năm 1967 khi nó gặp sự cố động cơ lúc đang bay trên bầu trời Campuchia. Phi công đã phải ra sang tận Thái Lan để hạ cánh khẩn cấp. Ngay sau đó, toàn bộ các máy bay F-104 ở Việt Nam bị cấm bay vì yếu tố kỹ thuật và cuối cùng là bị rút về nước để nhường chỗ cho F-4 Phantom. Vai trò phục vụ của F-104 trong không quân Mỹ bắt đầu giảm dần từ năm 1965 và sau đó chấm dứt vào năm 1969. F-104 trở thành chiến đầu cơ sản xuất hàng loạt bị loại biên chế nhanh nhất lịch sử không quân Mỹ. Vào vẹn 11 năm 1958-1969, tỷ lệ tai nạn cao ngất ngượng vẫn có khách tìm mua, thất dụng trong không quân Mỹ. Khiến F-104 phải tìm đường ra nước ngoài phục vụ trong biên chế không quân nhiều nước đồng minh của Washington như bị Canada, Đài Loan, Đan Mạch, Đức, Ý, Hy Lạp, Nhật Bản, Jordan, Hà Lan, Tây Ban Nha, Na Uy, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thống kê đã có 2.578 chiếc F-104 được chế tạo tại Mỹ và các nước đồng minh theo giấy phép của Lockheed. Động cơ kiểu Mỹ được giữ lại nhưng được chế tạo theo giấy phép nhượng quyền tại châu Âu, Canada và Nhật Bản. Nhiều nước khác lại chấp nhận những chiếc máy bay này theo chương trình viện trợ quân sự. Thất bại thảm hại ở Mỹ, Lockheed vẫn kiếm được hàng chục hợp đồng F-104 bằng cách bán mẫu tiên kích này cho các quốc gia đồng minh với Washington. Điều đáng nói đa phần các thông vụ mua sắm F-104 của các quốc gia kể trên đều có liên quan đến tham nhũng, Vụ việc được phát giác từ năm 1975 khi thường viện Mỹ điều tra ra việc Lockheed đã mua chủ các quan chức một số quốc gia có quan hệ tốt với Washington để thúc đẩy các hợp đồng F-104. Tổng cộng 22 triệu USD đã được Lockheed chi cho các quan chức nước ngoài trong quá trình đàm phán về việc bán máy bay F-104, được gọi là thỏa thuận thế kỷ. Số tiền này tương đương với 103 triệu USD theo thời giá hiện nay, cái được gọi là hợp đồng của thế kỷ đã tạo ra thu thập đáng kệ cho Lockheed. Tuy nhiên, hậu quả của vụ bê bối hối lộ lúc kết đã tạo ra scandal chính trị châu Âu và Nhật Bản. Tại Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Franz Josef Trau bị truy tố vì đã nhận ít nhất 10 triệu USD để Tây Đức mua những chiếc F-104 vào năm 1961. Và lẽ đương nhiên tất cả các nước mua sắm F-104 đều phải trả giá đắt vì tỷ lệ tai nạn rất cao của loại máy bay này. Trong 20 năm sử dụng F-104, nước bị bị mất 41 trên 113 chiếc. Không quân Hoàng gia Canada bị rơi khoảng 110 trên 238 chiếc, tỷ lệ 46,2%. CF-104 phiên bản lắp ráp nổi điều của F-104, trường hợp cay đắng nhất là Tây Đức. Nước này đã chọn giải pháp cơ cấu lại tinh kích để chặn F-104 thành phiên bản máy bay chiến đấu đa chức năng F-104G và đã mua tổng cộng 916 chiếc, làm nồng cốt cho cả lực lượng không quân và không quân hải quân nước này vào lúc cao điểm giữa thập niên năm 1970. Không quân Tây Đức có 5 phi đoàn tiêm kích bom, 2 phi đoàn tiêm kích đánh chặn và 2 phi đoàn trinh sát chiến thuật trang bị F-104, trong khi Hải quân Đức có 2 phi đoàn F-104 giữ vai trò trinh sát và chống tàu bằng tên lửa AS-30 và AS-34. Comoran Eric Hartmann, phi công Ace huyền thoại của không quân Đức quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai, người chỉ huy, đại tá phi đoàn không quân phản lực đầu tiên của không quân Tây Đức đã kịch liệt phản đối việc tiếp nhận F-104 và biên chế. Ông này sau đó đã phải nghỉ hưu sớm hoặc bị buộc từ chức sau khi phản đối kế hoạch mua quan tài bay của người Mỹ, bất chấp sự phản đối của đại tá Hartmann. Việc trang bị sống giái F-104 trong không quân Tây Đức vẫn diễn tra. Tính đến năm 1987, trước khi bị loại biên, không quân Tây Đức đã mất 292 trên 916 số F-104 có trong biên chế, tỷ lệ 31,9%. Kể theo tính mạng của 115 phi công, nguyên nhân khiến F-104 mất an toàn có nhiều cách lý giải. Tuy nhiên, nhìn chung vấn đề nằm ở thiết kế ban đầu của máy bay với thân thon dài, trong khi cặp cánh tam giác lại quá nhỏ. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến độ ổn định của máy bay, nhất là ở tốc độ thấp. Nhiều phi công đã được khuyến cáo phải luôn duy trì tốc độ cao nhất có thể cho máy bay F-104, động cơ phản lực di bệnh cũng gặp lỗi thiết kế. Về lý thuyết, động cơ này có tính năng thay đổi góc của cánh quạt nén cho một cách tự động, tùy theo độ cao bay và nhiệt độ của động cơ. Trong tình huống khẩn cấp, cứu cánh của phi công là ghế phóng. Tuy nhiên cái phóng của F104 không bắn lên trời mà lại hướng xuống đất, khiến nhiều trường hợp phi công bị nguy hiểm khi thoát ly máy bay. Chỉ riêng không quân Mỹ đã có 21 phi công thiệt mạng vì không thoát được khỏi máy bay gặp sự cố.